Chào mừng các bạn đã đến với kênh ẩm thực Nấu Gì Ta. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món chè, đó là chè đậu đen. Thì món chè đậu đen này đa số là rất là nhiều người thích ăn chè đậu đen. Mà nấu thì có những người nấu không biết cách nấu thì nấu nó hơi lâu và nó không có được dẻo cái hạt đậu ha. Thì theo bí quyết bán chè của mình thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách nấu làm sao mà hạt đậu nó rất là ngọt mà rất là dẻo và nó vẫn nguyên hạt, nó không bị nát mà nó rất là mềm nha, mềm lắm luôn á các bạn. Còn đây là nước dừa, thì phần nước dừa các bạn xem ở dưới phần mô tả mình có để đường link làm nước cốt dừa đó, các bạn xem lại giùm mình nha. Đây các bạn nhìn tô chè quá chừng ngon luôn nè các bạn ơi. Và nguyên liệu thì chỉ có đậu đen và đường. Còn nước dừa thì mình đã chia sẻ lúc đầu rồi ha. Mình không có chia sẻ cái phần thắng nước cốt dừa. Thì các bạn hãy xem lại cái phần dưới phần mô tả giùm mình nha. Và đây là 1 kg đậu đen ha. Là mua về xong rồi mình bỏ ra mình lựa sạch lại. Lựa sạch những cái hạt đậu hư, đậu lép ha, và những cái vỏ đậu rồi mình lựa sạch lại. Nhưng mà đậu này là mình mua cái đậu cũng hơi mắc tiền một tí, cho nên là cái đậu này nó rất là sạch. Đậu rất là đều, rất là ngon. Chỉ lâu lâu nó mới có vài hạt hư ít ít thôi các bạn ơi, chứ nó cũng không có hư nhiều nữa. Rồi bây giờ cho nước vào vo sạch nó đi. Vo sạch cái đậu này đi ha. Xong rồi chắc bỏ nước này. Các bạn làm khoảng 2 nước như thế thì các bạn mới chế nước vào ngâm nha. Nó cũng giống như là chè đậu ngự vậy thôi. Và đậu trắng tây, đậu đen, đậu ngự, đậu trắng tây thì cùng một cách nấu ha. Rồi bây giờ cho nước vào ngâm khoảng 6 tiếng nha. Nếu mà các bạn nào không có thời gian thì 4 tiếng cũng được. Và những hạt đậu nổi như thế này thì có hạt hư và có hạt không nha, chứ không phải là hạt nào nổi lên là nó hư hết nha. Các bạn lựa lại, lựa sạch lại nha, thì cái chén chè nó mới được ngon. Rồi nha, như vậy là sau 6 tiếng thì mình có một rổ đậu như thế này, rất là đều các bạn nè. Đó, ngon ghê không? Bây giờ mình sẽ đổ vào nồi ha và chế nước vào nấu. Cái nước đầu tiên này thì các bạn đổ ít thôi ha, đổ cũng vừa thôi, để khi nào mà các bạn nấu á, bắt lên bếp nấu nè, đến khi nào mà đậu này nó vừa sôi lên nha. Nó vừa sôi lên như thế này thì các bạn chắc bỏ cái nước đầu. Nước đầu bọt dơ và chát lắm, vừa sôi lên là chắc bỏ được rồi nha. Rồi bây giờ cho đậu ngược lại vào cái nồi và đổ nước nhiều vào nấu nha. Đậu đen này cái nước rất là ngon, cho nên là mình đổ nước nhiều chứ không phải là ít như đậu xanh hoặc là đậu trắng. Cho nên mình đổ ngập nước luôn, tùy theo các bạn nha, thích ăn nhiều thì đổ nhiều, thích ít thì đổ ít. Đổ ngập luôn, tùy theo sở thích của các bạn đổ nhiều hay ít nha. Rồi bắt lên bếp nấu, mở lửa lại nấu sôi lên nha. Nấu khoảng 15 phút thì đậu nó được thế này. Đó. Rồi các bạn mới đậy nắp lại, các bạn tắt lửa ủ trong vòng 20 phút nữa. Đó, tắt lửa đi. Rồi sau 20 phút thì dở ra. Chúng ta được như thế này. Đây, để mình thử cho các bạn xem nè. Đó, các bạn thấy không? Nó mềm tan luôn nha, mềm lắm luôn nè. Đó, cái hạt đậu mềm ghê không? Đó, như vậy sẽ đỡ hao ga của mình nữa ha. Rồi bây giờ chắc bỏ cái nước nó ra, chắc bớt cái nước nó ra các bạn. Cái nước nó chắc bớt ra, còn cái hạt đậu thôi thì mình để đường và mình rim đường. Rim cho cái hạt đường nó thấm đường ha. Ngon hay không là ở lúc này nè. Các bạn rim lửa nhỏ cho đường nó thấm vào hạt đậu nha. Cứ nhỏ nhỏ thế này, cho vào nửa muỗng cà phê muối. Đó, các bạn
cứ riêng như thế, lửa nhỏ như thế, các bạn chắc bớt nước ra rồi, các bạn giữ lại cái nước đó nha, giữ lại cái nước đó. Đó, thì sau một lúc là chúng ta rim xong thì chúng ta thấy thế này, chúng ta đổ nước đó trở vào, cái nước mà lúc nãy mình chắc ra đó, thì bây giờ mình đổ trở vào, thì cái lúc này cái hạt đậu nó đã thấm rồi. Cái hạt đậu này nó rất là ngon, dẻo hay không hay là ngọt hay không là ngay cái lúc mình rim đường đó. Đây các bạn thấy hạt đậu ngon ghê không, dẻo lắm nha các bạn. Như vậy là xong. Bây giờ chúng ta múc ra nè. Đó, tại sao mà đậu trắng Quang để ít nước, đậu xanh để ít nước mà đậu đen mình lại để nhiều nước? Tại vì đây là Quang nói trước là Quang bán, cho nên là làm chè thập cẩm thì Quang sẽ lấy là cái nước đậu đen này ha. Còn chè đậu xanh và đậu trắng cái nước nó không ngon bằng chè đậu đen, cho nên mình lấy cái của hai cái loại đậu kia mà mình lấy cái nước của đậu đen này thì cái ly chè nó mới ngon ha. Nếu mà để rõ hơn thì cái clip sau nữa đó mình sẽ chia sẻ cách làm chè thập cẩm của mình cho các bạn xem nhé. Đây đó, một ly chè Quang mình sẽ múc ra một ly chè cho các bạn xem đây. Cái nước đậu đen này nó rất là ngon. Nếu đậu xanh và đậu trắng mà mình để nước nhiều nữa thì vào ly chè thập cẩm nó rất là nhiều nước, cho nên là mình dùng nước chè đậu đen này thế cho hai cái loại chè kia thì nó rất là ngon ly chè. Đó cũng là một bí quyết. Đến cái clip mà chia sẻ làm chè thập cẩm thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn ha. Đó, ăn với nước cốt dừa, với đá, với đậu phộng, hoặc là các bạn nào thích ăn dừa sấy á các bạn thì các bạn để dừa sấy cũng rất là ngon. Thôi mình xin dừng tại đây nha, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau, mình sẽ chia sẻ nhiều món chè ngon như cho các bạn xem nha.